ngoài sân ở chị Nhung. Dã mà thế. Nó hoa thế. Nhưng mà chị Nhung ơi, không live stream khai trương buổi sáng à? Chị còn để mặc cả nhà cả. Chị mà... bận cong lên chị ấy pha đồ thì làm gì mà còn chị làm gì còn thời gian mà live stream nữa. Đây bộ bàn ghế dù ngồi ngoài hợp lý này. Yêu ơi, hoa đẹp thế. Là Nhung ơi. Cái thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau mà chị có phải anh nhìn lúc nhìn cái đéo đâu đã nhìn thấy đâu mà chê. Nhưng mà cái kiểu nó không biết phối màu ấy, không biết đấy. Em này đẹp không? Đẹp mà. Thế thôi chứ còn đợi cái gì nữa. Nhưng mà khai trương phải màu đỏ đẹp hơn gì. Nhưng mà nó cắm dày hoa. Chị đòi hoa này này, nhưng mà hoa này hôm nay xấu quá nó phải cải hoa hồng vào. Chứ còn đáng nhất một bông đồng tiền này mà to ấy, chỉ cần một hoa đồng tiền. Đồng tiền to mà đồng tiền kép ấy. Ừ, nhưng mà nó không có. Đẹp rồi. Thay hẳn bộ cửa này đúng không? Thay kính mới à? Ừ. Thay cửa. À ơi nhờ. Thay hẳn cửa mới. Ở nhà em đang bảo là em cái kiểu này là ai bảo chị cái này là có mật khẩu ấy đúng không? Thẻ thẻ đấy phải có vân tay thẻ biết đấy ạ. Lên trên thử xem nào, em lên trên thử nhá. Dã man ừ, ôi sao cái con kia nó to thế ý như mình. Chị Nhung ơi, con này mới à? Sao nó to?